Xin chào mừng quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại kênh ô tô cũ Mê Linh. Và hôm nay xin trân trọng giới thiệu với các bạn một mẫu xe, đó là một chiếc Nissan 7 chỗ, gọi là 5 cộng các bạn nhé. Và đây là một mẫu xe gia đình. Và xin giới thiệu các bạn, chiếc xe này nó sản xuất năm 2011, số sàn. Và chiếc xe này để mà nói thì sự nguyên bản thì nó còn toàn vẹn tới 90% là xe toàn vẹn các bạn nhé. Và quý vị và các bạn quan sát một mẫu xe Nissan phân khúc dòng xe 5 cộng 2 thì chiếc xe này nó thể hiện một phong cách, tức là khác biệt giữa Innova và các dòng xe khác bởi sự bền bỉ chắc chắn từ một thương hiệu đến từ của Nhật. Và chiếc xe này thì quý vị và các bạn quan sát cái sự option của xe nó khác hoàn toàn và nhìn nó rất là phong cách, từ cái đuôi gió đằng sau và sau đó là cái phần ba bô lê của xe, ốp ba lê của xe thì thể hiện một chiếc xe rất là ok các bạn nhé. Và từ cái la răng của xe, nó được trang bị ở bộ la răng đúc chưa phải sơn các bạn ạ, la răng đúc của xe chưa phải sơn các bạn nhé, còn nguyên bản. Và xe nó thể hiện thì quý vị và các bạn, nó trang bị là phanh ABS nhưng nó chỉ được là ABS hai bánh trước các bạn nhé. Bánh sau là nó là phanh tăng trống nhưng nó có ABS rồi các bạn nhé. Mọi thứ của xe thì các bạn quan sát hình thức của xe, đèn của xe đèn zin, mọi cái còn nguyên bản theo xe. Bạn nào có nhu cầu sở hữu xe Nissan để đi gia đình dòng 5 cộng 2 thì quý vị lựa chọn cho mình một thương hiệu đến từ Nhật như con này thì không còn gì bằng các bạn nhé. Và giá của nó rẻ, xăng của nó cũng rất rẻ. Và các bạn ạ, con này thì mức tiêu thụ nhiên liệu của nó thì nó chỉ rơi vào tầm 7 lít rưỡi cho đến 8 lít quay về các bạn nhé. Bởi nó được trang bị trên khối động cơ, tức là 1.8 các bạn nhé, khối động cơ 1.8, cho nên nó rất là chắc chắn và bền bỉ. Và mức tiêu thụ nhiên liệu nó rất là ok. Và quý vị và các bạn quan sát từ đèn sau của xe, nó còn nguyên bản theo xe, rất là ok. Xe được bảo hãng, duy tu bảo hãng ở hãng rất là chu đáo và chuẩn chỉ. Các bạn quan sát form của xe thì nó rất là căng các bạn ạ. Đặc biệt cái phần tôn thép của Nissan thì chúng ta không chê vào đâu được các bạn nhé. Để dòng phân khúc như là Kia hoặc là các dòng phân khúc của Chevrolet nọ kia thì không thể ăn được như phân khúc của Nissan. Về thân vỏ thì chúng ta quan sát là dịp tuyệt đối các bạn nhé. Đấy. Đấy. Nguyên chưa một tí bả nào các bạn nhé, chưa một tí bả nào luôn, tất cả xe còn zin. Từ cua lốp của xe các bạn quan sát phần gầm xe nó còn nguyên bản đấy các bạn này, còn zin các bạn nhé. Đây các bạn quan sát từ ba bô lê của xe, nó thể hiện một chiếc xe rất là ok từ ba bô lê các bạn nhé. Đấy, lá răng là lá răng zin. Và dòng này nó thể hiện một phong cách rất là chắc chắn, bền bỉ, 5 cộng. Đấy, quý vị và các bạn quan sát một mẫu xe tiền ít thì thiều. Và con này bên kênh ô tô cũ Mê Linh đang bán cho quý anh chị và các bạn một thương hiệu đến từ Nhật Bản và giá chỉ có là 265 triệu anh chị nhé, 265 triệu. Và đây thì quý vị và các bạn, chủ người ta là làm thêm một cái phản này để người ta đi đâu để đồ cho nó rộng. Và hai nữa, đây là hai cái ghế hàng sau người ta được thiết kế được gập vào phẳng ra, vuông đét 360 độ. Còn lỉ của xe thì các bạn quan sát rất là đẹp các bạn ạ. Đây, và đặc biệt phần lỉ thì quý vị và các bạn quan sát là lỉ zin theo xe, nó vẫn còn nguyên bản các bạn nhé. Lỉ zin nó vẫn còn nguyên bản theo xe đây các bạn này. Nếu bạn nào thích đẹp thì bóc ra cái lỉ của nó còn nguyên bản, nó rất là đẹp. Cái lỉ của nó là màu như y như cái chẻ này, sàn này các bạn nhé, y như cái lỉ này luôn. Đấy các bạn nhé, mọi cái rất là ok. Đấy, đồ đạc rất rộng, cốp này, cốp để đồ này. Và dòng Nissan này nó thiết kế để dành cho những gia đình nhỏ các bạn nhé, những gia đình đi chơi, đi du lịch dã ngoại cuối tuần chứ không thiên về, tức là dịch vụ các bạn nhé. Đặc biệt dòng Nissan này nó không thiên về để dịch vụ như là dòng Toyota, như là các phân khúc như là Innova các bạn nhé. Thì dòng này nó khác hoàn toàn, nó chỉ để phục vụ là gia đình
Và máy của nó trang bị là động cơ là 1.8 các bạn nhé. 1.8 cho nên nó cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Khóa của xe thì nó được trang bị là hai khóa khiển zin các bạn nhé, một khóa điện này. Một khóa điện rất ít dùng các bạn quan sát này, gần như rất ít dùng luôn. Và khóa khiển của xe. Đấy. Khóa khiển xe zin theo xe của hãng Nissan các bạn này. Và dòng này thì quý vị và các bạn nó trang bị rất là đầy đủ, là được trang bị túi khí bảo vệ người lái và túi khí người bảo vệ là người ngồi bên cạnh các bạn nhé. Đấy, rất là ok. Thế thôi, nó được trang bị hai túi khí thôi, không được nhiều các bạn ạ. Và con này thì xin giới thiệu luôn cho quý vị và các bạn. Con này nó được sản xuất năm 2011 các bạn nhé. Sản xuất năm 2011. Gương kính điện cụp xòe các bạn này. Chỉnh điện cụp xòe. Đấy, vô lăng củ số cực kỳ đẹp các bạn nhé. Nó đi rất ít luôn. Đấy, đi rất ít dòng phân khúc xe gia đình. Gương kính cụp. Đấy, trang bị loa tép và nội thất của xe thì nó vẫn cái đầu zin theo xe. Và đây thì mình sẽ lổ máy để cho anh chị và các bạn quan sát một chiếc xe rất là ok. Đấy các bạn nhé. Đây các bạn quan sát này. Km của xe nó đi đúng là 16.000 km các bạn. 16.000 km chạy chuẩn là 16.000 km các bạn ạ. Và các bạn quan sát cái đầu của xe thì nó rất là ok. Đấy. Rất tuyệt vời. Và đặc biệt thì các bạn quan sát vô lăng củ số của xe rất là đẹp. Nó thể hiện một chiếc xe đi rất ít các bạn nhé. Đấy, áo số zin. Đấy các bạn quan sát này, nó đi rất ít luôn này. Và nó có hai hộp đồ để nước. Đấy các bạn này. Đúng là quỷ hà mà bắt. Đây, thì xin mời các bạn chúng ta quan sát đến phần thân vỏ của xe. Keo chỉ thì chúng ta không phải bàn, keo chỉ zin tuyệt đối các bạn nhé. Zin tuyệt đối. Keo cột zin. Đây, nãy mình đã kiểm tra phần thân vỏ bên kia rồi, thì thân vỏ bên này thì quý vị và các bạn quan sát này. Tông 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 tông, không có tí ma tít nào các bạn nhé. Không có tí ma tít nào luôn, cam kết cho các bạn luôn. Và chiếc xe này thì quý vị và các bạn quan sát tiếp đến phần keo chỉ bên này thì nó còn nguyên bản các bạn ạ. Nó còn nguyên bản là theo xe hết. Và chiếc xe rất là ok. Buộc trà đá và Tuấn Anh phải dừng lại, không thể phóng luôn ra ngoài. Nội thất của xe rất là đẹp luôn. Thằng trà đá phùng miếng treo quỳnh gầm cái đều ra khỏi miệng. Ê Tuấn Anh mày đâu rồi? Và xe thì đã các bạn quan sát đã được trang bị là dán kính 3M trần của xe các bạn này. Rất là đẹp luôn. Nó hết pin rồi. Rất là đẹp các bạn nhé. Và ghế của xe thì chủ nhân người ta bọc là ghế da cao cấp, là ghế da màu đen các bạn nhé. Là ghế da là màu đen cao cấp này. Và nó còn được trang bị là bệ tì tay các bạn này. Và để hai hồng nước thì rất là ok. Và cái bộ ghế này thì có thể chúng ta chỉnh lên xuống được thoải mái các bạn nhé. Đấy, chúng ta chỉnh lên xuống được. Đây, và lề của xe thì con này nó lề zin, nó vẫn còn lề zin trong xe. Đấy, như mình nãy đã giới thiệu rồi là nó còn lề zin các bạn nhé. Đấy, các bạn quan sát này, rất là ok. Dòng này nó gọi là Nissan Grand Lafira các bạn nhé. Đấy. Đặc biệt dòng này thì các bạn nào đã từng trải nghiệm dòng Nissan rồi thì nó bền cực kỳ luôn, bền cực viễn luôn. Các bạn quan sát này, lúc này con ma nó đẹp cực kỳ luôn. Anh không phải là ma đâu, mấy đứa đừng sợ. Đấy. Bóng ma lên tiếng. Các bạn quan sát này. Nó giật lấy cái đèn pin, nói thẳng về cái bóng ma. Keo cột thì các bạn quan sát là zin nhá. Riêng keo cột thì không mất một phân đoạn nào keo cột cả. Đấy, đây, các bạn quan sát này. Đấy, rất ok. Cửa đóng này. Người ta đi rất ít các bạn ạ, không phải là xe dịch vụ như Innova, cho nên cửa này. Cửa đóng phình phình luôn. Keo chỉ thì các bạn quan sát là zin cả xe. Không bất phân đoạn nào cả. Và nội thất của xe thì quý vị các bạn quan sát rồi. Và sau đây thì Xuân Dũng sẽ giới thiệu đến phần gương kính điện một chút thôi.
sau đó sẽ chuyển sang phần máy các bạn nhé. Dòng này nó chạy rất là lành các bạn ạ, riêng dòng Nissan nó chạy rất là lành, gương kính điện ô tô. Mọi cái chạy rất là luồn là luôn. Các bạn nhé. Và đây thì xin mời các bạn chúng ta quan sát này. Gương kính điện các bạn nhé. Trà đã nói như giải thích. Mấy đứa gan thì rất ok. Vĩnh Hy nói xong anh ta cười. Mà anh cũng giống mấy đứa, thỉnh thoảng anh cũng rất ok các bạn nhé. Đấy, điều hòa này. Tuấn Anh hỏi. Điều hòa hai chiều. Nó vẫn như các hệ thống điều hòa của Innova, mấy các thứ thôi các bạn ạ. Đây là công tắc xi nhan đi thẳng này. Đấy. Làm gì có mà đây, thấy nó báo mở cửa này, báo phanh tay này, một cái rất ok. Đây, và xin mời các bạn chúng ta quan sát đến phần máy của xe. Đây, phần máy của xe thì quý vị và các bạn quan sát. Đèn của xe nó vẫn, và các bạn quan sát cái mặt đường trước ga lăng của xe thì đèn của xe nó vẫn trang bị là chỉ hệ thống đèn halogen các bạn nhé, hệ thống đèn halogen như tất cả các đèn khác. Đấy, và gầm của xe thì nó vẫn trang bị là gầm đúng cũng là dạng sợi đốt các bạn ạ. Con này thì máy lổ thì thầm các bạn ạ. Đây các bạn nhé, các bạn quan sát cho mình tất cả mọi cái nó còn rất là mới luôn, rất là ok, mọi cái còn rất mới luôn, tất cả mọi cái còn rất mới các bạn này. Những dòng này nó chạy rất ít so với dòng Innova các bạn nhé. Innova thiên sứ là chỉ chạy dịch vụ, nhưng dòng này thì đặc biệt nó không, cho nên nó rất còn rất là chất luôn các bạn này. Bình có thể sử dụng bình rất bé này, có bình 35 này. Đây các bạn này, mới đét này, mọi thứ này, mọi thứ còn rất mới này. Số zin, máy là máy zin chưa chạm trồ các bạn nhé, chưa chạm trồ máy. Đấy các bạn quan sát này, máy của xe này, chưa chạm máy luôn, máy nó nguyên bản này các bạn này, máy nguyên bản theo xe. Đấy, từ chân máy các thứ của xe thì các bạn quan sát nó còn zin hết này. Mọi cái rất là ok. Máy số gì các bạn nhé. Cái thằng mà nó đến làm việc, con này thì cứ làm việc nhá. Nó đi lên xe hòa xem cái con xe đúng rồi đấy. Các bạn quan sát này. Máy thì nổ thì thầm các bạn ạ. Máy đang nổ này. Con này là ga điện các bạn, cái phun điện tử đây, phanh ABS các bạn nhé. Đấy là dòng này là nó rất an toàn cho chúng ta sở hữu một chiếc xe. Đăng kiểm dài. Và các bạn nào có nhu cầu sở hữu một chiếc Nissan phân khúc gia đình thì quý vị alo cho Xuân Dũng ô tô. Và một lần nữa, Xuân Dũng xin cảm ơn quý vị và các bạn. Và bên này thì Xuân Dũng còn rất nhiều những mẫu xe để cho anh chị và các bạn tham khảo cũng như là mua. Các bạn này, Kia Morning số tự động các bạn nhé. Và Grand i10 số sàn 215. Con này 2010 các bạn này. Và Ghét 209. Và bên kia của mình còn xe dàn bên kia nữa. Đây Vios 218 các bạn này. Vios 218 nhé. Và Kia Morning bản SI 218 các bạn này. 218. Và Morning số tự động 2010 các bạn nhé. Morning số tự động 2010 các bạn quan sát này. Đấy, số tự động 2010.
và Spark 209 các bạn này. Spark màu trắng 209 các bạn nhé. Và Matiz 207 không dịch vụ. Và con này là con Getra 209 không dịch vụ. Và quý vị nào có nhu cầu sở hữu xe thì liên hệ với Xuân Dũng Ô tô để được tư vấn và được biết tất cả những dòng xe hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Mê Linh. Và một lần nữa, kênh ô tô cũ Mê Linh xin cảm ơn quý vị và các bạn.